anh em, chào mừng anh em đến với một vlog nữa của mình. Giờ mình là Mr. Ken số em 9 mấy bạn. Hôm nay đi chung với mấy anh em ở trong xưởng đi phan thiết. Chắc bữa đầu tiên mình sẽ chơi ở phan thiết một ngày. Sáng chủ nhật thì mình mới đi ra ngoài bầu trắng chụp hình. Đây đi có mình với lại anh của nguồn què với lại hai cô em trong xưởng. Một cô em vợ với lại cô thợ rạ ráp. Tập trung nhất, thứ nhất là nó đỡ lề mề, thứ hai là nó đỡ làm biến mấy bạn. Uống mập rồi ta. Lên được. Bây giờ nè. Đi đường ngoài hả? Đi đường ngoài hay đi đường trong? Đi đường ngoài hay đi đường biển? Đi quốc lộ đi. Tới gần Phan Thiết vô biển. Tới trung tâm hành chánh Thuận Nam á, bả vô. Lên đường.
em qua khỏi thành phố Long Khánh rồi. Nãy Sài Gòn mới xuất phát là 4 giờ rưỡi, giấc này là 5 giờ rưỡi. Cô Mập lúc đầu là chạy còn nhát tay. Mập mà em của em vợ mà đi chiếc ẹt 210 á, cái xe mà mình đi Tây Bắc á, tôi là tôi đầu tiên mà mình dắt ở đây đó. Chứ bình thường là ở nhà chiếc ẹt nó chạy vòng sớm không á, nên là chạy nhiều em đó chứ. Nó 100 kg mà ngồi chiếc ẹt mà nhìn không thấy chiếc ẹt đâu luôn. Cây á, mình có tránh quẹo phải, mình vô mình đi cái đường ven biển vô thành phố Phan Thiết mà. Sáng giờ buồn ngủ quá chạy không nổi luôn. Ây da. Mấy là vậy rồi. Sáng giờ buồn ngủ quá chạy không nổi luôn.
khu Nova Quốc. Đây quá rất là đẹp luôn. Cái đường này trước đi lần rồi. Trước đi mẹ bánh xe ngay góc kia đó. Rồi tiếp tục. Đây là Nova Quốc. Đông dữ ta. Hồi xưa đâu có chợ búa nhiều ghê gớm với mẹ đâu trời.
vô tới thành phố Phan Thiết rồi anh em. Bình thường mà vô tới thành phố Phan Thiết là cái điều đầu tiên mình làm là mới làm bây giờ anh em, chạy đi kiếm quán bánh canh chả cá, bún chả cá, nói chung cái gì mà dính tới chả cá là dứt. Cốc cà phê để các bạn. Trời ơi. Mệt. Cái nào bóp lòng không? Bóp lọc không? Lấy con hộp bánh bột lọc đi cô Tư. Cái này hộp lớn, hộp nhỏ thôi cô Tư. Nước mắm không cay. Như tiền cô Tư. Như tiền cô Tư. Giờ này khách du lịch vắng hay cô Tư? Cái
sai chỗ. Vậy sao? Chỗ đó bị tè. Ngoài biển kìa.